dịp trung thu sắp tới, mình giới thiệu đến các anh chị em một cách làm phần nhân đậu xanh. Như chúng ta đã biết, nhân đậu xanh là một trong những loại nhân cơ bản cần thiết cho bánh nướng và bánh dẻo truyền thống. Nguyên liệu ở đây rất đơn giản, chỉ gồm 300g đậu xanh đã xát vỏ, 1 muỗng cà phê muối, 150g đường, 80ml dầu ăn và 15g bột nếp chín, một bánh dẻo sinh ký đó. Còn nếu mà mấy bạn không có bột bánh dẻo thì mấy bạn có thể thay thế bằng 15g bột mì hoặc là bột bắp và hòa tan với 40ml nước nha. Bước đầu tiên là chúng ta đi vo đậu xanh đã xát vỏ nhiều lần với nước để giúp cho loại bỏ hết tạp chất. Vo cho đến khi nào thấy nước đã trong như thế này thì mình sẽ để ráo hạt đậu. Cho đậu xanh vào nồi cùng với 1 lít nước và chúng ta bật lửa to. Chúng ta bỏ vào 1 muỗng cà phê muối luôn nha các bạn. Bắt đầu hầm đậu xanh trên bếp ha. Để lửa to ha. Khi nào chúng ta thấy bọt thì mình sẽ lấy muỗng và vớt bọt ra ha. Khi nào thấy hỗn hợp nó đặc lại như thế này nè, nó rút cạn nước đó thì chúng ta đổ hết 150g đường vào nha. Và lấy muỗng chúng ta tán cho đường nó tiêu ở trong cái đậu nó đang nóng đó các bạn. Đậu nát như thế này thì chúng ta dùng một cái máy xay sinh tố đó để xay cho nó nhuyễn mịn lỏng như chè đậu xanh vậy các bạn. Rồi ta dùng cái rây nè, ta lọc hỗn hợp qua rây 2-3 lần cho thật là mịn nha. Bắt chảo lên bếp, ta để vào 1 muỗng canh dầu ăn trước nè ha. Rồi ta khuấy cho nó đều hỗn hợp dầu ăn và đậu xanh vừa tán nhuyễn nha. Cứ như thế, chia thành nhiều phần nhỏ như thế này cho từ từ vào nhân loãng ha. Khuấy đều để dầu quện hết vô nhân rồi mới cho cái mẻ dầu tiếp theo ha. Khi hỗn hợp bắt đầu sệt lại thì chúng ta sẽ rắc lần lượt một ít bột bánh dẻo sanh ký vào ha. Và chúng ta nhớ là trộn đều tay nha các bạn, để cho nó hết những cái lợn cợn của cái bột bánh dẻo đó. Thời gian sên này nó sẽ mất ít nhất là khoảng 1,5 tiếng đồng hồ nha các bạn. Nhưng mà sên càng kỹ thì càng giữ được lâu đó. Và chúng ta thấy là khi mà chúng ta dùng cây phới nè, vét cái nhân mà nó đứng, nó không chảy xệ nữa là nó gần đạt rồi nha các bạn. Cuối cùng thì nhân của mình cũng đã sên khô xong rồi nè các bạn ha. Và chúng ta sẽ bắt xuống bếp nha. Chúng ta sẽ để cho nguội rồi bỏ vào trong một cái thổ đựng kín như thế này ha. Và để vào trong ngăn mát của tủ lạnh đó. Nếu để ngăn mát thì có thể dùng được từ 2-3 ngày nha, còn để lâu nữa nó sẽ bị khô. Chúc các bạn thành công nha!